Tiểu kinh sư tử hống. Kulasi Hanada xuất tập. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ tại Jetavana, Kỳ Đà La, trong vườn ông Anantha Vinika, cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau: Này các tỷ kheo, chỉ ở đây là có sa môn thứ nhất, chỉ ở đây là có sa môn thứ hai, chỉ ở đây là có sa môn thứ ba, chỉ ở đây là có sa môn thứ tư. Các ngoại đạo khác không có sa môn. Này các tỷ kheo, các ông hãy chân chánh rống tiếng rống sư tử như vậy. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra khi ở đây những du sĩ ngoại đạo có thể nói: Chư tôn giả có tin tưởng gì, có sức lực gì mà chư tôn giả tuyên bố chỉ ở đây là có xà môn thứ nhất, chỉ ở đây là có xà môn thứ hai, chỉ ở đây là có sa môn thứ ba, chỉ ở đây là có sa môn thứ tư, các ngoại đạo khác không có sa môn. Này các tỷ kheo, nếu được các du sĩ ngoại đạo nói như vậy, cần phải trả lời họ như sau: Chư hiền, vì chúng tôi tự chánh kiến bốn pháp được Thế Tôn tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc đã thấy, đã biết, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nên chúng tôi nói chỉ ở đây là có sa môn thứ nhất, chỉ ở đây là có sa môn thứ hai, chỉ ở đây là có sa môn thứ ba, chỉ ở đây là có sa môn thứ tư. Thế nào là bốn? Chư hiền, chúng tôi có lòng tin bậc đạo sư, có lòng tin pháp, có sự thành tựu viên mãn các giới luật và những pháp hữu của chúng tôi. Những người cư sĩ và những người xuất gia được chúng tôi thương, chúng tôi mến. Chư hiền, vì chúng tôi tự chánh kiến bốn pháp được Thế Tôn tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc đã thấy, đã biết, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nên chúng tôi nói chỉ ở đây là có sa môn thứ nhất, chỉ ở đây là có sa môn thứ hai, chỉ ở đây là có sa môn thứ ba, chỉ ở đây là có sa môn thứ tư. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra khi ở đây những du sĩ ngoại đạo có thể nói: Chư hiền, chúng tôi cũng có lòng tin bậc đạo sư, vị ấy là đạo sư của chúng tôi. Chúng tôi có lòng tin pháp, pháp ấy là pháp của chúng tôi. Chúng tôi thành tựu viên mãn các giới luật, những giới luật ấy là giới luật của chúng tôi. Và những pháp hữu của chúng tôi, những người cư sĩ và cả những người xuất gia, được chúng tôi thương, được chúng tôi mến.
chư hiện. Như vậy có sự sai biệt gì? Có sự đặc thù gì? Có sự khác biệt gì giữa quý vị và chúng tôi? Chư tỷ kheo, nếu được các du sĩ ngoại đạo nói như vậy, cần phải trả lời họ như sau. Chư hiền, cứu cánh là một hay cứu cánh là đa diện? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: chư hiền, cứu cánh là một, cứu cánh không phải đa diện. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có tham hay cho người không tham? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không tham, không phải cho người có tham. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có sân hay cho người không sân? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không sân, không phải cho người có sân. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có si hay cho người không si? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không si, không phải cho người có si. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có ái hay cho người không ái? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không ái, không phải cho người có ái. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có chấp thủ hay cho người không chấp thủ? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không chấp thủ, không phải cho người chấp thủ. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có trí hay cho người không có trí? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: cứu cánh ấy cho người có trí, không phải cho người không có trí. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người thuận ứng, nghịch ứng hay cho người không thuận ứng, không nghịch ứng? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không thuận ứng, không nghịch ứng, không phải cho người thuận ứng, nghịch ứng. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người ưa hí luận, thích hí luận hay cho người không ưa hí luận, không thích hí luận? Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo cần phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không ưa hí luận, không thích hí luận, không phải cho người ưa hí luận, thích hí luận.
chư tỷ kheo. Có hai loại tri kiến này, hữu kiến và phi hữu kiến. Chư tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào chấp trước hữu kiến, thân thiết hữu kiến, cố chấp hữu kiến, những vị ấy bị chướng ngại đối với phi hữu kiến? Chưa chỉ kheo, những sa môn hay bà la môn nào chấp trước phi hữu kiến, thân thiết phi hữu kiến, cố chấp phi hữu kiến, những vị ấy bị chướng ngại bởi hữu kiến? Chưa tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không như thực tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai loại kiến này, vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của chúng, những vị này là những vị có tham, có sân, có si, có ái, có chấp thủ, không có trí, có thuận ứng, có nghịch ứng, có ưa hí luận, có thích hí luận. Những vị ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói những vị ấy không giải thoát khỏi đau khổ. Chư tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào như thực tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai loại kiến này, vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của chúng, những vị này là những vị không tham, không sân, không si, không ái, không chấp thủ, có trí, không có thuận ứng, không có nghịch ứng, không ưa hí luận, không thích hí luận. Những vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói những vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Chư tỷ kheo, có bốn chấp thủ. Thế nào là bốn? Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Chư tỷ kheo, có những sa môn, bà la môn tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về kiến thủ, về giới cấm thủ, về ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những hiền giả sa môn, bà la môn ấy không như thuật tuệ tri ba sự. Do vậy, những hiền giả sa môn, bà la môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về kiến thủ, về giới cấm thủ, về ngã luận thủ. Chư tỷ kheo, có những sa môn hay bà la môn tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về giới cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ.
Vì sao vậy? Những hiện giả xà môn, bà la môn ấy không như thuật tuệ tri hai sự. Do vậy, những hiện giả xà môn, bà la môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về giới cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. Chư tỷ kheo, có những sa môn, bà la môn tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những hiện giả xà môn, bà la môn ấy không như thật tuệ tri một sự. Do vậy, những hiện giả xà môn, bà la môn ấy tuy tự xưng liệu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về ngã luận thủ. Chư tỷ kheo, trong pháp và luật như vậy, nếu có tịnh tín đối với đạo sư, tịnh tín ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có tịnh tín đối với pháp, tịnh tín ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có thành tựu viên mãn các giới luật, sự thành tựu ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có sự thương mến đối với những pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là không hoàn toàn. Vì sao vậy? Sự tình là như vậy. Trong một pháp và luật không khéo thuyết giảng, không khéo hiển thị, không có tướng thượng, không dẫn đến tịnh, không được bậc chánh đẳng giác hiển thị. Và như tỷ kheo, bậc Như Lai, A La Hán, chánh đẳng giác, tự xưng liễu tri tất cả thủ, chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Như Lai hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. Chư tỷ kheo, trong pháp và luật như vậy, nếu có tịnh tín đối với bậc đạo sư, tịnh tín ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có tịnh tín đối với pháp, tịnh tín ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có thành tựu viên mãn các giới luật, sự thành tựu ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có sự thương mến đối với các pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là hoàn toàn. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, sự tình là như vậy. Trong một pháp và luật khéo thuyết giảng, khéo hiển thị, có hướng thượng dẫn đến tịnh,
được bậc chánh đẳng pháp hiển thị. Chư tỷ kheo, bốn loại chấp thủ này lấy gì làm duyên? Bốn loại chấp thủ này lấy gì làm tập khởi? Bốn loại chấp thủ này lấy gì làm chủng? Bốn loại chấp thủ này lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, bốn loại chấp thủ này lấy ái làm duyên. Bốn loại chấp thủ này lấy ái làm tập khởi. Bốn loại chấp thủ này lấy ái làm chủng. Bốn loại chấp thủ này lấy ái làm nhân. Chư tỷ kheo, ái này lấy gì làm duyên? Ái này lấy gì làm tập khởi? Ái này lấy gì làm chủng? Ái này lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, ái này lấy thọ làm duyên. Ái này lấy thọ làm tập khởi. Ái này lấy thọ làm chủng. Ái này lấy thọ làm nhân. Chư tỷ kheo, thọ này lấy gì làm duyên? Thọ này lấy gì làm tập khởi? Thọ này lấy gì làm chủng? Thọ này lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, thọ này lấy xúc làm duyên. Thọ này lấy xúc làm tập khởi. Thọ này lấy xúc làm chủng. Thọ này lấy xúc làm nhân. Chư tỷ kheo, xúc này lấy gì làm duyên? Xúc này lấy gì làm tập khởi? Xúc này lấy gì làm chủng? Xúc này lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, xúc này lấy sáu nhập làm duyên. Xúc này lấy sáu nhập làm tập khởi. Xúc này lấy sáu nhập làm chủng. Xúc này lấy sáu nhập làm nhân. Chư tỷ kheo, sáu nhập này lấy gì làm duyên? Sáu nhập này lấy gì làm tập khởi? Sáu nhập này lấy gì làm chủng? Sáu nhập này lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, sáu nhập này lấy danh sắc làm duyên. Sáu nhập này lấy danh sắc làm tập khởi. Sáu nhập này lấy danh sắc làm chủng. Sáu nhập này lấy danh sắc làm nhân. Chư tỷ kheo, danh sắc này lấy gì làm duyên? Danh sắc này lấy gì làm tập khởi? Danh sắc này lấy gì làm chủng? Danh sắc này lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, danh sắc này lấy thức làm duyên. Danh sắc này lấy thức làm tập khởi. Danh sắc này lấy thức làm chủng. Danh sắc này lấy thức làm nhân. Chư tỷ kheo, thức này lấy gì làm duyên? Thức này lấy gì làm tập khởi?
Thức này lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, thức này lấy hành làm duyên, thức này lấy hành làm tập khởi, thức này lấy hành làm chủng, thức này lấy hành làm nhân. Chư tỷ kheo, hành này lấy gì làm duyên? Hành này lấy gì làm tập khởi? Hành này lấy gì làm chủng? Hành này lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, hành này lấy vô minh làm duyên. Hành này lấy vô minh làm tập khổ. Hành này lấy vô minh làm chủng. Hành này lấy vô minh làm nhân. Và chư tỷ kheo, khi một tỷ kheo đã đoạn trường vô minh, đã làm minh sanh khởi, vị ấy do vô minh được đoạn trừ, do minh sanh khởi nên không chấp thủ dục thủ, không chấp thủ kiến thủ, không chấp thủ giới cấm thủ, không chấp thủ ngã luận thủ. Nhờ không chấp thủ nên không tháo động, nhờ không tháo động nên tự thân chứng được niết bàn. Vì ấy tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.